Phật, xin chào cô. À, cô có sao không cô? À, dạ, không sao anh à. Vì tôi thấy buổi lễ trang nghiêm quá nên tôi xúc động vậy thôi. À, anh à, anh cho tôi hỏi thăm, tôi muốn gặp sư phụ Giác Nhàn, gặp ở đâu hả anh? A-di-đà Phật, cô muốn gặp sư phụ Giác Nhàn hả? Nhưng mà giờ này sư phụ chuẩn bị làm lễ Phật tử về đông lắm. À, khi nào xong lễ đi thì cô lên cái thất ở trên kia kìa, rồi cô sẽ gặp sư phụ nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh cũng là Phật tử ở đây hả anh? Dạ, đúng rồi cô. Cứ mỗi dịp Vu Lan á là tôi đưa mẹ tôi về đây để dự lễ đó cô. Anh còn diễm phúc quá. À, cũng giống như cô thôi. Đây là bổn phận làm con mà. Mẹ tôi đã không còn nữa. À, Di Đà Phật, Tôi xin lỗi cô. À, cô từ phương xa mới về phải không cô? Dạ, đúng rồi. Anh biết không, tôi là đứa con bất hiếu lắm. Ngày xưa mẹ tôi cũng thua Tịnh Thất Quan Âm này. Vì cuộc sống nơi xứ người, vì lo cho đàn con, mà khi mẹ tôi mất, tôi cũng không về tiễn đưa mẹ lần cuối. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Để rồi hôm nay tôi cũng làm mẹ, một người mẹ đã hy sinh cả đời cho đàn con lớn khôn. Để rồi giờ này mỗi đứa một hướng đi, nhờ bỏ mẹ già lẻ bóng mưa nơi đất khách hoành hiu. Ôi trách phận mình vì quá dùng đường tu, nên con chẳng xót thương mà nỡ bỏ mẹ cho đành. Rồi tôi tự nuôi thân, làm kiếm tiền sinh sống. Nhưng nay rất buồn trong nhà, quay về đây để sám hối tội tình. Mong nương nhờ Tam Bảo tìm về tình thất. Xin nhờ sư phụ Giác Nhàn đừng bọc chở che, hằng ngày niệm Phật ăn chay để được cuộc sống an nhàn. Nghe lời cô vừa phân qua, tôi bùi ngùi xúc động. Biết hướng tâm về cửa Phật, hãy buông xả đi cho
yên tu để giải thoát nghiệp trần. Tôi hiểu rồi lời anh khuyên nhủ, sao vẫn nghẹn ngào khi đến lệ du lan. Đúng rồi, từ ngàn xưa đến nay, mùa du lan là mùa nhắc nhở cho những người con quay về cội nguồn tổ tiên, theo đức hạnh của ngài Bồ Tát Mục Kiền Liên. Hiếu đức thù thắng hơn mọi đức, thờ cha kính mẹ một ngày bằng công đức tu trăm năm. Sư phụ Giác Nhàn giảng lời Ấn Tổ dạy trong kinh Dĩ Hiếu Di Bộn Luận, lấy đạo hiếu làm gốc. Những ngày còn lại, tôi muốn về đây để tu, mong tạo chút phước duyên để hồi hướng cho mẹ. Đờn đứt dây, ôi núi nào cao bằng núi cao tình mẹ, nước nào mặn bằng nước mắt mẹ. Trời chín tháng cứu mang cha là bóng cả chở che cho con ấm áp khi gió giông về, mẹ hiền chính chữ cô lão ba năm bồng ấm xóm khuya nhọc nhằn công cha nghĩa mẹ ngất trời làm con ta phải đáp đền công ơn dưỡng dục sinh thành biển đông còn có lúc đầy lúc cạn chớ tình. Phận làm con tận tâm bao hiếu, tôn kính song thân, đó là phước cao bằng non. Hãy yêu thương hai vị Phật sống ở trên trần miền. Từ ngàn xưa hiếu hành vì tiên, nói tấm gương ngày một kiền liên. Tâm hiếu là tâm Phật người ơi, đừng để cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn con nuôi cha mẹ tình thương tình ngài. Trung quân ngài dòng hội du lan, bên gia chiều thu sống đào ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng, đều dòng đồng hành đón du lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị Phật tử có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Hôm nay tại tỉnh Thất Quan Âm long trọng cử hành tổ chức đại lễ Vu Lan, nhân dịp Vu Lan về, Giác Nhàn bằng tất cả tấm lòng cung kính gửi đến toàn thể chư tôn hòa thượng, nhất là hòa thượng Thích Giác Dầu, trưởng ban trị sự tỉnh Hậu Giang, và chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Trong một mùa Vu Lan báo hiếu, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Hơn thế nữa, hôm nay toàn thể quý Phật tử khắp mọi miền đất nước vân tập về tỉnh Thất Quan Âm từ hôm qua, với số lượng người về theo quý thầy thông báo
trên 4.000 hộp cơm phát không đủ. Quý Phật tử đã ngưỡng mộ Tịnh Thất Quan Âm và nhân ngày Vu Lan trở về đây để tham dự, làm cho mạc nhân Thích Giác Nhàn cảm động bội phần, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, Thị Từ Phóng Ngọc Hào Quang gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thân khỏe tâm an, giữ vẹn luân thường, tức là giữ được bát đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, gọi là thiện nhân. Người thiện nhân này niệm Phật mới vãng sanh, vì tâm người thiện này hợp với tâm Phật. Còn nếu người nào không làm được hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, bát đức này và không giữ tròn bổn phận một người con và không ngăn dứt được lòng tà thì người này gọi là ác nhân. Nếu người này ác nhân là niệm Phật không vãng sanh, bởi vì tâm người này ngăn cách với tâm Phật. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn muốn gửi đến cái đề tài, đó là trăm ngàn điều thiện lấy hiếu làm gốc. Hôm nay quý chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni ngưỡng vọng về Tịnh Thất Quan Âm đến đây tham dự rất là đông, làm cho tấm lòng mạc nhân Giác Nhàn bội phần vô cùng. Và vì nhân duyên tình pháp lữ cho nên quý ngài Chấn Tích Quang Lâm đến đây trong 3 tháng an cư kiết hạ, quý ngài đã trau dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức trang nghiêm thanh tịnh, hôm nay đến đây để chứng minh buổi lễ Vu Lan báo hiếu. Quý Phật tử hoan hỷ không ạ? Chương trình vừa qua quý thầy trong ban tổ chức đã sắp xếp, đại đức Thích Nhuận Minh đã đọc lên bài hoài niệm Vu Lan, làm cho Giác Nhàn hết sức là cảm động. Bên cạnh đó, bé Đức An là học lớp đệ tử quy đã mất mẹ, người mẹ mới có 28 tuổi đã ra đi, bị ung thư và ra đi vãng sanh tại Tịnh Thất Quan Âm. Bé này đọc cái bài hoài niệm về mẹ làm cho Giác Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và quý vị cảm động không quý vị hả? Chương trình trong những giây phút vừa qua, trong lòng Giác Nhàn lắng động sâu sắc, bởi vì một năm có hai cái ngày lễ lớn. Cái lễ thứ nhất đó là lễ Phật đản, tưởng nhớ đến, tri ân đến Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng thế để tuyên dương chánh pháp. Lễ thứ hai đó là đại lễ Vu Lan, tưởng nhớ đến cha mẹ. Và thưa quý vị, Vu Lan năm nay và tất cả các chùa, các nơi đều tổ chức Vu Lan, không những dành riêng cho quý Phật tử mà dành cho tất cả những người có cha có mẹ, phải không quý vị? Ngày Vu Lan này không những dành riêng cho các vị Phật tử đâu, mà dành cho tất cả những người, tất cả các đạo giáo và tất cả các dân tộc, chủng loài, ai có cha có mẹ đều hoài niệm về Vu Lan. Cho nên hôm nay mạc nhân Giác Nhàn xin đại lao cho chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, xin quý ngài từ bi hoan hỷ cho con có vài phút hoài niệm về giáo lý Phật Đà, cũng như về lời dạy của chư tổ, để quý Phật tử về đây tham dự lễ Vu Lan để trọn vẹn viên mãn. Và thưa quý vị, thực sự mà nói thì Tịnh Thất Quan Âm cái hạ tầng cơ sở nó không đủ để cung đón chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Vì vậy cho nên quý ngài về cái việc ăn, việc chỗ ở nó không có tươm tất đầy đủ, cho nên mong quý ngài hết sức từ bi hoan hỷ
vì Giác Nhàn biết cái cơ sở hạ tầng không đủ cho nên không dám gửi thư mời. Mà đây là những vị hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni có cái thâm tình với tỉnh Thất Quan Âm, với Giác Nhàn, cho nên mới quang lâm về đây. Quý vị cho một tràng pháo tay ha, hay như đồng hồn. Còn quý Phật tử thì chúng tôi hôm nay không ngờ rằng quý vị về đông mà hồi tối coi như chánh điện này nằm chật hết, rồi chánh điện phụ nằm chật hết, coi như là không có chỗ nào mà không có con người nằm. Và đêm nay mưa quý vị xách mền xách chiếu chạy, trong lòng chúng tôi thực sự cảm động. Vì quý vị đáng lẽ những ngày chủ nhật ngày nghỉ quý vị phải đi những cái nơi đi biển, hoặc giả là đi đến chỗ vui chơi để chúng ta có thể ăn uống hưởng thụ. Thế mà vì sao đến ngày hôm nay quý vị được nghỉ mà quý vị về tỉnh Thất Quan Âm có thể nằm đất, ăn thì thiếu thốn, ngủ thì không có đầy đủ, để mong đợi cái việc gì đây? Mong đợi tỉnh Thất Quan Âm tổ chức đại lễ Vu Lan như thế nào, nói để chúng ta hiểu được cái đạo hiếu là đạo gốc. Cho nên quý Phật tử hôm nay về đây có những vị không có chỗ ngủ hoặc giả thiếu thốn về vấn đề ăn, mong quý vị hết sức quan hệ cho. Đại lễ Vu Lan năm nay suốt từ năm 2000 Giác Nhàn đặt chân tại núi Voi, đến hôm nay 2019 chưa có đại lễ Vu Lan nào đông và long trọng trang nghiêm như hôm nay. Cho nên chúng tôi chúc mừng quý vị hôm nay có mặt ở đây. A Di Đà Phật. Hôm nay có nhiều người đi dự lễ Vu Lan về, chút xíu nữa quý vị sẽ được đeo một cái sợi dây có cái bông hồng. Nếu ai là còn cha còn mẹ, mà ai mất cha mất mẹ đeo bông màu trắng, người ta thấy quý vị đi về đeo một cái bông hồng hoặc bông trắng về, người ta hỏi cô đi đâu vậy cô? Kêu tôi lên tỉnh Thất Quan Âm để dự đại lễ Vu Lan trên tỉnh Thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn. Hỏi đại lễ Vu Lan, Vu Lan nghĩa là gì cô? Kêu nghe ông thầy giảng xong rồi quên hết trơn rồi. Hả? Bây giờ cố gắng nhớ nha. Vu Lan Bồn là gì? Để mình nói cho người ta hiểu. Vu Lan Bồn dịch nghĩa tức là cứu đảo hiền. Cứu đảo hiền tức là cứu người bị treo ngược dưới địa ngục. Cứu đảo hiền là mở trói những người bị treo ngược dưới địa ngục. Những người nào mà bị trói treo ngược dưới địa ngục? Những người bất hiếu. Kẻ bất hiếu là kẻ vô nghì. Kẻ vô nghì là kẻ bị treo ngược. Vì vậy cho nên nếu người nào làm tất cả các điều thiện mà quên cái hiếu đi, thì người này chỉ làm cái ngọn, nghĩa là xây nhà mà không có móng. Xây nhà không có móng nghĩa là mình xây mấy chục tầng rồi thế nào nó cũng sụp đổ. Làm tất cả các điều lành thiện mà quên cha mẹ, không hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo, thì người này giàu cho thành đạt gì đi nữa, trong một thời gian sau là bị sụp đổ, bởi vì người này mất gốc. Cho nên lão Phật gia Ấn Công Đại Sư khi ngài nhập thất 30 năm sau ngài ra, ngài mới viết một cái bài luận Phật giáo dĩ hiếu vi bổn luận. Cái bài luận này nổi tiếng, được đăng tải trên báo Nguyệt Sang và nhiều người ngưỡng mộ đến ngài. Và ngài ký ở dưới là gì? Thích Thường Tàm, hay gọi là Thường Tàm Quý Tăng. Giấu cái tên của Ấn Quang đi. Nếu con người không lấy hiếu làm gốc, thì giàu làm tất cả các điều thiện, nhưng điều thiện này mất gốc, nghĩa là chỉ đi theo cái ngọn. Cho nên lão Phật gia Ấn Công khai thị nè, lắng nghe. Hôm nay chúng tôi lên đây nói trong văn sao, trong lòng mạc nhân này chỉ nói trong văn sao ấm tổ, chứ còn thực sự mà nói thì bản thân chúng tôi không tự nói được những điều mà có thể rằng là làm cho quý vị cảnh tỉnh bằng trong văn sao. Gần 2 năm nay chúng tôi dùi mài văn sao ấm tổ, nói có 3 cái điều này lập gốc nơi thân, nơi gia đình,
và nơi liễu sanh thoát tử. Muốn lập nơi cái gốc, tức là lập nơi cái thân con người, lập gốc nơi thân, thì con người này phải hiếu dưỡng cha mẹ, đánh đổ những ham muốn sằng bậy trong tâm, cách vật trí chi, chánh tâm thành ý, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Đây là cái gốc để lập thân. Lắng nghe chúng tôi nhắc lại, con người muốn hình thành và lập nên sự nghiệp của bản thân mình, cái gốc từ nơi nào? Hiếu dưỡng cha mẹ, đánh đổ ham muốn sằng bậy trong tâm, cách vật, tức là ngăn cách vật dục. Vật dục tức là ngũ dục, tài sắc danh thực thì. Vật dục là tham dục, là ái dục, là dâm dục. Phải ngăn cách nó, phải có khoảng cách nó. Riêng đối với những người tu sĩ như chúng tôi là phải ngăn cách và tuyệt đối hoàn toàn. Chấm dứt để lập thân. Và người Phật tử có một vợ một chồng, nhưng Ấn Tổ nói rằng phải có khoảng cách gọi là ngăn cách và xem như khách, không lấy vật dục ăn nằm giữa vợ chồng để làm niềm vui. Nếu như vậy thì cứ tiếp tục sanh tử luân hồi, đời sau chui vô bụng người phụ nữ nữa. Cho nên nếu ai ngăn cách được vật dục thì cái biết của trí tuệ gọi là trí tri bắt đầu nó lưu xuất, gọi là cách vật trí tri. Cái chỗ này nó sâu lắm. Và Thượng Tịnh Không ngài đến Tông Gia Ba, chỗ cư sĩ Lâm, ngài giảng bốn chữ là cách vật trí tri, giảng 10 tiếng đồng hồ. Con người mình vì vào trong vật dục, dướng trong vật dục cho nên trí tuệ không phát sanh được. Cho nên mới nói rằng gì? Phiền não khinh thì trí tuệ mới trưởng. Con người vì vật dục mà phải phiền não khổ đau, bộ giác hợp trần. Cho nên ngài nói là phải cách vật trí tri, chánh tâm. Nếu tâm người đó chánh thì người ta sẽ có hiếu. Tâm người đó tà, người đó không thể nào thực hành đạo hiếu được. Chánh tâm thành ý, tu thân, người này tu thân là phải không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tu khẩu không nói láo, nói khoe khoang, nói đâm thọc, nói rửa chửi. Tu ý là không tham lam, sân giận và si mê, gọi là tu thân. Thì người này nếu tu thân 10 điều thiện được thì gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Thì người này mới tề gia trị quốc bình thiên hạ được. Gọi là cái gốc để lập thân là ngay chỗ này. Chúng tôi lục hết trong bộ văn sao, ngài nói phải lập thân. Dù cho người đó ở ngoài đời cũng phải lập sự nghiệp, trước lập sự nghiệp phải lập thân. Chứ nếu lập được sự nghiệp là tiến sĩ, là kỹ sư, là bác sĩ, nhưng mà người này là người thất đức, là người ác, là người tiểu nhân, không xài được. Người này là bất hiếu, lão dẫu cho họ làm ăn giàu có đi nữa là cái phước thừa của đời trước, nhưng đời này mất gốc, thế nào cũng thất bại. Cội gốc để lập gia đình là giữ bất đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, là ngũ luân, cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ chớ tớ chân thành. Cái điều này trong văn sao Ấn Tổ ngài nhắc đi nhắc lại, gửi thư cho các vị hòa thượng ngài cũng nhắc điều này. Ngài nói nếu hòa thượng làm được rồi cũng phải gì? Nhắc cho Phật tử. Cho nên cái gốc để mà lập gia đình, muốn cho gia đình được an định hài hòa là phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Hai cái điều này để mà lập nơi gia đình. Cho nên bây giờ trong gia đình cha mẹ không có lòng từ dạy con không được, con không có lòng hiếu, không hiếu thuận cha mẹ, gia đình đổ nát, bởi vì phá vỡ gia quy. Gia quy đó là luân thường, phá vỡ hết rồi. Và cái gốc để mà liễu sanh thoát tử, cái gốc để liễu sanh thoát tử đó là gì? Tích lũy thiện căn, phước đức nhân duyên, tín nguyện đầy đủ, phát bồ đề tâm, niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Chỉ có pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp này mới giúp chúng ta một đời này liễu sanh thoát tử. Cho nên ba cái điều là lập thân, lập gia đình và gì? Và liễu sanh thoát tử, Ngài đề xướng ba cái điều này. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc là lấy hiếu làm gốc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa chứng đắc thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhập vào đại định, lên cõi trời Đao Lợi, thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia là thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài thuyết bài pháp gì? Hòa thượng Tịnh Không nói Đức Phật nói pháp môn tịnh độ cho hoàng hậu Ma Gia. Vì hoàng hậu Ma Gia các cái phước mang Bồ Tát Tất Đạt Đa để sanh ra, và nhờ cái phước này sanh lên cõi trời, nhưng chưa liễu sanh thoát tử, vẫn còn nằm trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là nằm trong cõi tam giới, chưa liễu sanh thoát tử. Và bà khi mất, chúng ta nhớ nghe, con người mất không có hết, chỉ có đất nước gió lửa là cái thân này nó tan rã, nó trả về cho đất nước gió lửa thôi. Còn cái nghiệp thức này, nếu như bà hoàng hậu Ma Gia đó có cái phước báu đó, giống như là khói nhang, nó nhẹ nó bay lên về, sanh về cõi trời. Còn nếu mà chúng ta bất hiếu làm những điều tội ác, giống như tàn nhang, nó nặng, nó chìm xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, do nghiệp thức con người chiêu cảm hết, không có một thượng đế nào bắt buộc cả, thì cuối cùng là gì? Ngài thuyết pháp là pháp môn tịnh độ cho mẹ mình là hoàng hậu Ma Gia liễu sanh thất tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy hôm nay chúng ta không có thần thông chứng đắc như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bây giờ mình thấy mẹ mình ở đâu mình không biết, không biết ở trong địa ngục hay ngạ quỷ, hay là ở loài súc sanh đây, hay Atula, hay người, hay trời, hay thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, mắt phàm mắt thịt mình không biết được, thì bây giờ mình phải làm sao? Nhân cái ngày Vu Lan về, nhờ cái năng lực tu hành của chư tăng, vì ngày Mục Kiên Liên cũng phải nhờ năng lực tu hành của chư tăng thôi. Dẫu cho thấy mẹ ở địa ngục, nhưng mà phải nhờ năng lực của chư tăng. Chư ni tu trong 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức, nhờ cái năng lượng này hồi hướng cho cha mẹ của mình. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu những người đã mất cha mẹ rồi, mỗi ngày, hằng ngày chúng ta công phu niệm Phật, hồi hướng cho cha mẹ mình không bỏ, thì đến ngày đám dỗ quý vị sẽ thấy nó có sự cảm ứng lạ kỳ. Làm sao? Rất rất nhiều người đến để hỗ trợ cho quý vị. Bởi vì cái tâm hiếu của quý vị không có ngưng nghỉ ngày nào để hồi hướng công đức cho mẹ mình đã ra đi rồi. Cái điều này chúng tôi cảm được điều này. Từ khi bắt đầu chúng tôi vâng lời ấn tổ là ngày nào công phu cũng hồi hướng cho cụ ông Thiện Chánh, của bà Sa Di Liên Phương. Cho nên cái ngày lễ mà khi tổ chức cho sư cô Liên Phương, chúng tôi thấy quý thầy ở các nơi về rất đông, Phật tử đâu không biết, tự nhiên chúng tôi không kêu gọi họ, tự gửi tiền về 300-400 triệu để cúng cái lễ, và Phật tử họ đông quá chừng luôn. Không phải chúng tôi nói tốt cho chúng tôi, mà chúng tôi ngầm thấy rằng cha mẹ mình mất mà hằng ngày lấy công đức tụng kinh niệm Phật chân thành chí kính. Hòa thượng Tịnh Không nói sao? Chí thành có cảm thông, chí kính có cảm thông, dầu họ ở địa ngục cũng cảm thông. Cái chỗ là chí thành chí kính. Đến cái lễ chủ nhật sau, quý thầy ban kinh sư cũng như quý thầy sắp xếp chuẩn bị là một cái đàn lễ để cúng cho các vị thai nhi, các vị hương linh, các vị on gia trái chủ và các vị chết bất đắc kỳ tử. Chuẩn bị tuần sau chúng tôi tổ chức cái lễ. Nhất thiết di tâm tạo, không có cái gì bỗng không. Nếu tâm của mình chân thành với cha mẹ đã mất, giống như là Đức Phật khi Ngài vừa thành Phật, Ngài nhập vào đại định, lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ là việc đầu tiên. Vì đây là cái gốc. Không thể nào khi Ngài thành Phật, Ngài đi thuyết pháp cho tất cả mọi người mà Ngài quên mẹ Ngài. Vậy là Ngài quên cái gốc. Đức Phật đã làm như vậy, hôm nay chúng ta cũng phải làm như vậy. Rồi sau đó vua Tịnh Phạn chuẩn bị băng hà, tức là chuẩn bị chết. Ngài về, Ngài nói pháp môn gì? Hòa thượng Tịnh Không cũng nói rằng là Ngài nói pháp môn niệm Phật. Vua cha tin và niệm Phật vãng sanh. Như vậy pháp môn tịnh độ là có từ khi Đức Phật còn tại thế, đúng không ạ?
Nhưng mà có nhiều người nói là pháp môn tịnh độ là bên tàu á. Khi mà Phật giáo truyền sang tàu rồi mấy thầy tàu tự bị đặt ra cho pháp môn tịnh độ, không có. Có thời Đức Phật coi toàn tạng Nikaya không có. Đúng, Nikaya không có, nhưng mà coi bên những kinh tạng đại thừa có chứ. Kinh A-di-đà, kinh Phật thuyết A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, kinh Hoa Nghiêm đó là 10 đại nguyện vương của Bồ Tát, quy hướng Bồ Tát đi về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, có mà. Cho nên lão Phật gia Ấn Công Đại Sư mới nói là bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh từ địa ngục đến Bồ Tát khó tròn nên quả giác. Mười phương chư Phật ra đời, nói chung cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời, bỏ pháp môn tịnh độ khó độ khắp hồng mê. Cái câu này chúng tôi tâm đắc lắm, mới làm cái phòng tổ xong để hai cái câu đó hai bên. Bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh khó tròn nên quả giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật khó độ khắp hồng mê. Cho nên Đức Phật thiết pháp trên 300 hội 49 năm là mục tiêu để xiển dương cái pháp môn tịnh độ trong 10.000 năm mạt pháp này. Không biết quý vị nghe, quý vị cảm thấu đến đâu. Riêng chúng tôi nói đến cái điều này, trong lòng chúng tôi nó xúc động, cảm động lớn lắm. Mong chư Tăng dùng pháp môn tịnh độ độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Phật ra đời cũng phải dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh. Đó là hai cái điều trong cuộc đời Đức Phật là mẹ, mất là Hoàng hậu Ma Gia. Ngài dùng định lực lên cõi trời để thuyết pháp. Sau Ngài dùng định lực lên cõi trời thuyết pháp xong, bắt đầu Ngài nhập vào đại định, mới nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Trong kinh Hoa Nghiêm 21 ngày có phẩm thập đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, thì Ngài nói pháp môn tịnh độ cho hàng đại đại Bồ Tát. Cho nên ông Tổ nói pháp môn tịnh độ nếu mà cao siêu thì tuyệt là cao siêu, dành cho các hàng Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền. Mà nếu mà nói rằng nó thấp thì nó thấp tè tè sát đất, dành cho ngu phu ngu phụ như Giác Nhàn. Được, niệm pháp môn này giảng sanh được. Hay lắm. Cao thì thiệt là cao siêu, thấp thì thiệt là thấp, gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu. Chúng tôi nói trong văn sao, về đọc lại thấy. Cái điều thứ ba của Đức Phật trong cuộc đời của Ngài là chúng tôi cảm động. Ngài cùng A Nan đang đi trên đường thấy một đống xương. Hồi sáng đã tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mộ Ân không? Ngài thấy một đống xương sao quý vị? Ngài đứng lại đảnh lễ đống xương, không phải xá xá như vậy đâu nghe. Đảnh lễ tức là lạy ba lạy, trong kinh nói là lạy ba lạy. Ngài A Nan giật mình mới nói: Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thầy của trời người, mà sao lạy đống xương khô đó? Ngài nói: A Nan, ông không biết thì thôi, đống xương này là cha mẹ trong quá khứ ta sanh trong quá khứ, những người này là thân bằng quyến thuộc của ta. Cho nên nói là tứ sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp những người này là cha mẹ ta rồi. Và loại xương nam nữ nằm hỗn tạp, xương tất cả các loài chúng sanh nữa, thì do chúng sanh là con người lạm dụng ăn thịt rồi vứt xương đó, là một đống xương hỗn tạp. Ta lạy thứ nhất là thân bằng quyến thuộc của ta ở trong này. Thứ hai là chúng sanh á, lóc thịt các loài súc sanh ăn, bây giờ ta phải lạy tội thế cho họ. Cho nên ngươi phân ra cho ta rõ ràng đi. Ngài A Nan nói: con đâu biết hỏi nào mà phân đâu. Ngài mới nói: đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn, ngươi phải phân ra đi. Lúc đó A Nan bắt đầu mới vâng lời, biết để mà phân ra. Người phụ nữ mang nặng đẻ đau, bao nhiêu cái máu huyết, cái tinh lực của người mẹ dồn hết cho người con, cho nên xương nó đen. Còn đàn ông không có sanh đẻ cho nên trắng, nặng. Nó nhẹ, nó đen, nó thâm, là xương người phụ nữ như thế. Lấy hết những cái tinh tủy, những máu huyết nuôi người con rồi,
Đây là cái điều mà chúng tôi đọc trong kinh, chúng tôi bị cảm động cái việc này. Chúng ta hiểu từng chút như vậy rồi bắt đầu chúng ta mới thương cha mẹ. Trên cái ngày Vu Lan này chúng tôi nói làm sao khơi lại được cái tánh đức hiếu dưỡng cha mẹ của quý vị. Hôm nay những người lên dự Vu Lan xong về quỳ dưới chân mẹ, tối nay con lấy nước con rửa chân cho mẹ, được không? Khi thân mẫu Giác Nhàn là sư cô Liên Phương ở dưới tỉnh thất chung với Giác Nhàn, chưa tìm ra cái món thuốc mà rửa chân. Chứ nếu mà thực sự mà Giác Nhàn lúc đó biết là chắc chắn là Giác Nhàn rửa chân cho bà cụ. Mình tài giỏi, mình chức vụ, mình làm cái gì lớn lớn gì đi nữa, nhưng mình gặp mẹ mình là mình phải gì? Quỳ sát đất, một người thấp nhỏ bé, mong mẹ chỉ dạy rửa từng cái gót, cái ngón chân cho mẹ, để hạ cái bản ngã của mình xuống, tôn kính mẹ lên. Cái phước người này trời Phật gia trì cho con người này. Vì sao? Vì sao? Sanh trong thời Phật đã diệt độ, cúng dường thức ăn cho cha mẹ bằng cúng dường với vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Quý vị biết Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là gì không? Là một đời nữa là làm Phật. Như ngài Di Lặc đang ở cõi trời Đâu Xuất, nội viện Đâu Xuất, chờ 10.000 năm mạt pháp hết rồi. Thọ mạng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp 12.000 năm. Khi hết rồi bắt đầu ngài thành Phật với hội Long Hoa thì gọi là nhất sanh bổ xứ. Chỉ còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn diệt. Mà khi mà ngài bắt đầu gì để thành Phật với hội Long Hoa là diệt hết một phẩm sanh tướng vô minh đó, thành vô thượng danh đặng danh giác. Mà chúng ta bây giờ cúng dường cho mẹ, cho cha thức ăn, vật uống, tiền bạc, nhà ở phụng dưỡng và lo cho cha mẹ niệm Phật để giúp cho cha mẹ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì người này bằng với cúng dường Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Đêm hôm qua chúng tôi thấy ông Tổ nói cái chỗ mà cúng dường cho cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ bằng cúng dường cho Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Bây giờ làm sao mình tìm Bồ Tát nhất sanh bổ xứ? Ngài Di Lặc ở nội viện Đâu Xuất, làm sao mà mình lên đó để mình cúng dường được? Thôi quay về cúng dường cha mẹ đi. Hôm nay chúng tôi đọc vào quan sao, chúng tôi mới thấy Ấn Tổ nói cái chỗ này. Và Đức Phật nói đến Quán Kinh Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy. Vì sao ngài nói đến Quán Kinh Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy? Vì Thái tử A Xà Thế là một người ngỗ nghịch, quá ác, nghe Đề Bà Đạt Đa xúi dục lấy giành ngôi vua cha là Tần Bà Sa La, nhốt cha trong ngục tù. Nhưng mà riêng vua Tần Bà Sa La thì quy y với Phật, cho nên không căm thù con. Ở trong ngục tù luôn luôn thương con, nghĩ điều thiện đến con, không nghĩ ác niệm đến với con. Và bà Vi Đề Hy thấy chồng mình bị nhốt như vậy, mang thức ăn vô, con của mình là Thái tử A Xà Thế bắt và không cho mang thức ăn vô nữa, bà mới gì lấy mật chét ở trong người mang vào cho chồng mình liếm sống qua ngày. Cuối cùng cũng bị phát hiện, bắt nhốt trong ngục luôn, ngục tối không cho ra nữa. Thì lúc đó bà quá đau khổ rồi, bà đau khổ đến tột cùng rồi, bà hướng về núi Linh Thú, bà nói: bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thiện Thệ, đời trước con tạo cái nghiệp gì mà bây giờ con gặp đứa con nó ác, nó nhốt chồng con, nó nhốt con trong ngục tối như vậy. Con không muốn ở cõi này một giây phút nào nữa hết trơn, mong ngài giúp cho con vượt thoát ra cái khỏi ngũ trược ác thế này. Thì bà tha thiết đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì bà vừa ngửa đầu dậy thì thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ngài A Nan với một kiện liên dùng thần lực vào trong ngục tù đó. Thì khi vào trong ngục tù đó là bà nói: bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thiện Thệ, con muốn ra khỏi cảnh giới này, ngài có cách gì chỉ cho con được không? Thì lúc đó ngài dùng thần lực nhấn, dùng ngón chân cái mình nhấn xuống đất là 10 phương thế giới chư Phật hiện ra. Bà Vi Đề Hy nhìn thấy rõ ràng như nắm Phật trong lòng bàn tay. Bà thấy rõ hết xong rồi, bắt đầu bà mới chỉ cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và nói: con muốn về cảnh giới này thì bây giờ phải làm sao? Thì lúc đó Đức Phật mới nói 16 phép quán, và phép quán cuối cùng là trì danh niệm Phật. Và bà an vui trong cái cảnh mà niệm Phật đó, không còn căm thù con cái. Và lúc đó thì vua Xà Thế là Thái tử bắt đầu vừa lên ngôi đó, là tranh giành đó,
ông ta muốn đem mẹ đó giết luôn. Cha là chắc chắn chết rồi. Rồi cuối cùng có một vị quân thần, minh thần đó mới nói: từ xưa giờ chưa có một vị vua nào mà giết mẹ. Giết cha thì có. Nếu ngài mà giết cha, nếu mà ngài mà giết mẹ đó, thì ngài là một vị bạo chúa trong lịch sử xưa nay chưa có. Nghe vậy các ông giật mình, ông sợ. Ông kêu vậy thì tạm giam trong đó đến khi chết. Sau đó rồi cuối cùng cái gì? Khi vô lại nhìn sắc diện của, khi thái tử A Xà Thế vô lại nhìn thấy sắc diện của người mẹ sao lạ kỳ. Lúc trước thấy rất đau khổ, mà khi nghe Đức Phật nói đến cho bà niệm danh hiệu Phật vãng sanh Tây Phương, lúc đó bà hết đau khổ. Cái chỗ này là cái chỗ đặc sắc. Khi mà quý vị khổ vì con, vì chồng, vì tiền, vì tình, vì cuộc sống, mà người này muốn thoát ly sanh tử, nguyện vãng sanh Tây Phương, tinh thần người này an định trong câu Phật hiệu, thì người này sẽ thoát ly cảnh khổ. Tuy rằng cảnh khổ hiện tại đang ở trong ta bà, nhưng tâm thức của mình không dính vô trong nhơ nhiễm tưởng, không dính vô pháp trần phiền đảo nữa, đang chấp trì câu Phật hiệu, từ người này thoát ly khổ. Quý vị tin điều này không? Thì A Xà Thế vô thấy sao mẹ mình lạ kỳ, sắc diện đẹp, thì hỏi bà mới nói Đức Phật vô thuyết pháp cho bà nghe, bà muốn thoát ly sanh tử, không còn buồn phiền đau khổ nữa. Nghe vậy bắt đầu ông mới tỉnh ra một cái. Ông kêu vậy sao? Thôi mời mẹ ra. Thì bà ra, bắt đầu bà mới nói cho A Xà Thế biết rằng lúc trước ba con rất thương con. Có một lần mẹ nhớ ngón tay của con nó bị lên mũ một nhọn, con khóc con không ngủ được, ba con phải ngậm. Mà ngậm đến cái lúc nó vỡ cái mục đó ra, ba con thấy con ngủ được bởi vì ngậm nó êm như vậy đó. Vì vậy cho nên ba con phải nuốt hết máu mủ xuống trong cái bụng luôn để cho con ngủ an giấc. Rồi kể bao nhiêu cái tình thương của cha. Lúc đó ông mới vùng dậy, ông kêu cha. Ông chạy vô trong ngục. Vừa mở cửa ra thì cha đã hóa thành thiên cổ, tức là vua Tần Bà Sa La đã chết. Nhưng mà ông chết trong an định vì ông đã thọ trì đúng năm giới Phật chế: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Ông thọ trì năm giới và tâm ông là tâm thiện, không ghét con, không tức con, không bực người con ác này. Ông sanh lên cõi trời. Lúc đó vua A Xà Thế ám ảnh cái chuyện mà giết cha, nghĩ lại cái chuyện cha mình lo cho mình, nghĩ lại cái việc bất hiếu. Đêm nằm ông cứ hét lên, ông la lên, bởi vì là ông nghĩ đến cái cảnh đó đó. Ông hoảng hốt, ông sợ hãi. Vì làm cái chuyện xấu cho nên thành ra cái tâm ông luôn luôn sợ hãi, hốt hoảng. Ngủ không được, ăn không được, tinh thần ông bắn loạn. Thì lúc đó có ông Lương Y Kỳ Bà, mời Lương Y Kỳ Bà đến để chữa bệnh. Thì Lương Y bắt mạch nói: bệnh của bệ hạ không phải là bệnh thân mà bệnh tâm. Bệnh tâm tôi chữa không được. Thì vua A Xà Thế vậy kêu: như vậy ai chữa được? Kêu là Đức Cồ Đàm chữa bệnh cho bệ hạ được. Kêu mặt mũi tao làm, mặt mũi của ta làm sao đến gặp Đức Thế Tôn đây? Ta đã hại mẹ nhốt trong ngục tù để Phật phải vô để thuyết pháp. Ta giết cha rồi còn mặt mũi ta như vậy làm sao đến gặp Phật? Phật đâu có thể chấp nhận con người như ta được. Thì lúc đó Kỳ Bà mới nói sao? Kêu không, bệ hạ nhầm rồi. Phật có lòng từ bi bao dung, thương những người ác, mà kẻ ác quay đầu quý hơn vàng, vàng không đổi. Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Bệ hạ đi theo tôi dắt đi vô, Đức Phật sẽ đón và tiếp bệ hạ nồng hậu. Kêu ngươi không gạt ta chứ, ngươi không nói dối ta chứ? Kêu dạ không nói dối. Thì lúc đó ông đi nửa đường rồi ông giật mình. Ông kêu ta không thể nào tới được. Ta là người ác, làm sao mà ta gần người thiện được? Thường cái người ác mà ở chung với người thiện và lại gặp người thiện là sợ lắm. Họ bị ám ảnh cái ác đó. Hôm bữa có một cô bà nói sao con cứ sợ hãi quá. Kêu có làm cái gì sai không? Kêu con có phá 4 cái thai. Thì đó là cái nghiệp giết người đó, nó làm cho mình hốt hoảng sợ hãi. Thì cuối cùng gì? Ông giật mình đi nửa đường, ông thụt lui, ông muốn đến Kỳ Viên Tiện Xá gặp Đức Phật. Kỳ Bà tiếp tục năn nỉ: không sao, bệ hạ cứ đi đi, có tôi ở đây, không có việc gì cả, thưa với Đức Phật rồi. Thì ông vừa tới ngay Kỳ Viên Tịnh Xá thì Đức Phật đứng ngay cửa đón ông, kêu ta đã đợi ông từ sáng giờ. Thì vô ông kể hết tội lỗi như vậy, Đức Phật mới nói cho ông vua A Xà Thế nghe pháp môn tịnh độ: nếu người ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết vị hòa thượng làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng,
giết vị A-la-hán ngũ nghịch thập ác, biết ăn năn sám hối, không làm nữa, niệm danh hiệu Phật, đới nghiệp là mang cái nghiệp này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó vua A-xà thế cung kính Phật và hành trì pháp môn tịnh độ, và một người hộ pháp đắc lực cho Đức Phật kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Người ác như vua A-xà thế giết cha hại mẹ, thế mà quay đầu ăn năn vẫn vãng sanh, và thượng tịnh không nói là vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Đó là cái mẫu chuyện mà chúng tôi đọc vào trong quán kinh thấy. Và lão Phật gia Ấn Công nói sao, lắng nghe nè: nếu ai hành theo quán kinh, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, làm 10 điều thiện, tín nguyện niệm Phật vãng sanh, thì người này vãng sanh về phương tiện hữu dư độ. Tuần trước chúng tôi có nói, nếu người này quy y Tam Bảo, thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi, đủ tín nguyện, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì người này sanh về phương tiện thánh cư độ, thập báo trang nghiêm độ. Tức là người này sanh về thập báo trang nghiêm độ. Còn nếu người này phát bồ đề tâm, tin sâu nghe nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tín nguyện đầy đủ, thì người này gì? Sanh về thập báo trang nghiêm độ. Còn thương tịnh quang tịnh độ là dành cho các vị Phật Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Nếu người nào không làm tịnh nghiệp mà niệm Phật thì không thể vãng sanh. Chỉ có làm tịnh nghiệp niệm Phật thì người này mới vãng sanh. Cho nên trong tịnh nghiệp đó là hiếu dưỡng cha mẹ là quan trọng nhất, đúng không? Sở dĩ làm sao có ngày Vô Lan này với quý vị, mang ơn Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên vô vàn. Ngài Mục Kiền Liên là một vị Bồ Tát, thường là các vị A-la-hán, Xá Lợi Phất A-la-hán, rồi Ngài A-nan Đức Phật nhập diệt rồi Ngài mới chứng đắc A-la-hán. Hầu như tất cả các vị 10 vị đại đệ tử là nói A-la-hán hết rồi, mà riêng Ngài Mục Kiền Liên là nói là Bồ Tát. Bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài siêu xuất là để cứu được mẹ. Khi cứu được mẹ một cái là cái công đức của Ngài ngang hàng với Bồ Tát. Thì cái tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, quý vị biết, hôm qua chúng tôi đọc, tự nhiên chúng tôi nói hay nhỉ, cái người mà cực ác như Mục Kiền Liên mà cuối cùng bây giờ trở thành gì? Là cực hiếu, cùng cực, hiếu đến cùng cực. Mà trước khi Mục Kiền Liên hiếu cùng cực, đó là ác cùng cực đời trước. Nhiều đời về trước Mục Kiền Liên như thế nào là ác? Mục Kiền Liên cái lúc mà nhiều đời về trước, Ngài có hiếu với cha mẹ lắm quý vị. Tức là một tay của Ngài lo cho cha mẹ bị mù, Ngài nấu nướng giặt giũ lo lắng, không thiếu một cái gì hết trơn. Xong cha mẹ thấy Ngài cực quá, cho nên mới nói sao? Thôi để mẹ kiếm cho con cô vợ về nha. Ngài kêu không được, không có vợ đâu, không có vợ đâu. Để con tự tay lo cho cha mẹ, cho con có vợ về, cái rồi con lo cho vợ con, cái con quên cha mẹ không được đâu. Cuối cùng cha mẹ cứ nằng nặc nói riết, Ngài có hiếu quá, Ngài kêu thôi cũng được, rồi cưới cô vợ về. Thì cô vợ này làm sao? Lòng ích kỷ nổi lên, hằng ngày phải nấu cơm phục vụ cho ông bà già mù này, mệt quá, mới dở cái trò lấy đất sét nắng lại trộn với cơm cháo, vứt vải đầy nhà hết trơn. Ngày Mục Kiền Liên đời trước, ngày đi về, Ngài nhìn Ngài thấy sao mà cơm rơi vải đầy hết, hỏi sao vậy em, có việc gì ở nhà vậy em? Thì cô này mới lọng ngôn nói rằng đó, cha mẹ anh đó, tôi đã khổ cực hàng ngày, tôi lo lắng phụng dưỡng, tôi thương anh. Cái này đạo đức giả nè nghe. Tôi thương anh nhưng mà cuối cùng cha mẹ anh làm cho tôi không thể chịu nổi, ăn xong rồi lấy cơm cháo vứt đầy nhà, làm sao tôi dọn nổi. Bây giờ mình phải làm sao cho anh hè? Rồi Ngài cũng ngậm ngùi chịu đựng để đó. Lần thứ hai, lần thứ ba Ngài chịu không nổi nữa. Hai vợ chồng bàn sao? Thôi đóng một cái cổ xe con bò đó, mới đưa cha mẹ đi về thăm quê ngoại. Rồi ra tới đám rừng đã bắt đầu là gì? Cha mẹ mù mà, mới bàn kế là gì? Ngài chạy đi một đoạn rồi bắt đầu Ngài quay lại để Ngài đánh. Hai vợ chồng đồng ý chuyện này, thôi kệ, giờ cha mẹ mù trước sau gì cũng chết, thôi chết trên rừng trước đi.
Rồi cuối cùng ngài Mục Kiền Liên lấy cổ xe bò đưa cha mẹ lên tới đám rừng đen tối. Buổi chiều chạng vạng, ngài kêu cha giữ cái dây cương đi, bò nó biết đường đi, con đi ra một chút xíu rồi con quay lại liền. Ông dở trò như vậy, ông đi ra bên ngoài xong bắt đầu ông la lên ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp. Cha mẹ mù mà, đâu thấy gì đâu. Ông lại ông đánh. Ông đánh cha mẹ chết, ông vứt xuống dưới cái vực thẳm. Về lại bà vợ mới nói, trời ơi, vậy mới chồng em chứ. Cho nên tổ sư Ấn Quang nó giáo dục gia đình, cái cô vợ này không được cha mẹ giáo dục kỹ càng, không có hiếu với cha mẹ cho nên bất hiếu với cha mẹ chồng, không có hiếu với cha mẹ ruột cho nên bất hiếu với cha mẹ chồng. Người vợ này là người vợ hắc ám, cho nên thành ra người ta mới nói là nhất thời vợ dại trong nhà, nhì thời nhà dột, mà thứ ba nợ đòi. Vợ dại là khổ nhất. Biết vợ dại như thế nào không? Suối bảy. Suối đó suối bảy không? Quá là bảy luôn. Bây giờ do cái cô này cũng quá ác, cho nên thành ra Ấn Tổ nói không có hiền mẫu làm sao có hiền tử. Và hiền mẫu đi đâu mất rồi? Hiền mẫu không gặp được lời dạy cổ thánh tiên hiền, hiền mẫu không gặp được giáo dục nhân quả, hiền mẫu không gặp được giáo dục luân lý đạo đức, cho nên hiền mẫu mất hết rồi, trở thành ác mẫu hết rồi. Nguy chưa? Nguy kịch chưa? Giáo dục gia đình quan trọng chưa? Cho Ấn Tổ nói nếu con gái không dạy dỗ kỹ càng, lớn lên làm vợ người ta, làm con dâu, làm mẹ người ta ác, thì gia đình này đổ vỡ. Vì cô này cũng muốn cho ba mẹ của ngài Mục Kiền Liên á chết sớm đi cho bà khỏe, rảnh việc. Tâm này là tâm ác. Cho nên ngài Mục Kiền Liên với cô này đọa trong địa ngục trăm ngàn ức kiếp. Và khi mãn cái nghiệp địa ngục rồi, ra trở lại á, còn cái dư báo 500 đời chết phải bị phanh thay. Cho nên ngài Mục Kiền Liên khi đắc A-la-hán rồi mà lúc chết bị loại 50 người lõ thẻ ngồi đạo á, kiếm chuyện, không có chuyện gì hết trơn. Ngài Xá Lợi Phất với ngài đi ngang qua, hỏi câu gì đó, nghe ngài Xá Lợi Phất trả lời thông, còn riêng ngài gì? Chặn lại, đánh và xé từng mảnh, quăng xuống dưới vực thẳm, y chang như là ngài Mục Địa Liên giết mẹ mình trong nhiều đời về trước. Kìa. Nhưng mà ngài chứng đắc A-la-hán rồi, xé cái xác thân này thành trăm mảnh, nhưng mà tâm ngài vẫn như như bất động. Cho nên thành ra ngài vẫn có thể giải thoát sanh tử, ngài giải thoát sanh tử được. Trên cái mẫu chuyện này, chúng tôi đọc vô chúng tôi đầu coi như là lắc đầu chịu không nổi với mấy cái cô vợ hát ám, cô con dâu này chịu không nổi. Bà giữ hòa nhất thời vợ dại trong nhà, khổ nhất nhị thời nhà dột, đêm mưa nó dột cái lấy bạc cứ văng dày sao ngủ. Và thứ ba là nợ đòi, ba cái khổ của nhân gian. May thay hôm nay chúng ta về đây biết đạo hiếu, lấy sách giáo dục gia đình của Ấn Tổ, chúng tôi in 10.000 bộ mang về cho vợ, cho chồng, cho gia đình đọc lại. Chúng tôi lấy cái cuốn sách giáo dục gia đình áp dụng tại cái gia đình Tịnh Thất Quan Âm, và áp dụng luôn cái gia đình mỗi chủ nhật cũng như lễ lớn quý vị về đây, chúng tôi áp dụng giới thiệu quý vị cuốn sách này. Đọc vô đi, hay lắm. Gia đình mà mất gốc rồi thì ra xã hội cũng băng loạn. Còn bà Thanh Đề sao đọa địa ngục vậy ta? Đời trước của bà Thanh Đề cung kính Phật Pháp, lấy những cái muỗng dừa, tức là cái trái dừa người ta đập làm đôi ăn xong bỏ đất vô trồng lúa, lấy cán dao thiệt sạch khi lúa lên rồi giả ra bóc từng hột nấu cơm mang đến chùa dân. Cái ngày lễ lớn quá bà cứ cầm bát cơm mãi, mấy thầy ra không đón bà bởi vì lo đón lo những Phật tử khác, bà cứ đứng bà mong cho quý thầy ra đón. Bát cơm này là tinh sạch tinh anh lắm nè, mấy thầy ăn vô là giải thoát liền á, cho ăn mà cơm dơ là mấy thầy đọa đó. Bà nói vậy mà cuối cùng ra đợi hoài không thấy, bà mới cầm bát cơm bà liệng xuống đất, bà nói cho mấy ông đọa địa ngục hết, lo đi tiếp Phật tử giàu, không lo đi tiếp tôi. Cho nên cái tâm người đã xấu rồi, thấy cái việc gì cũng xấu, mình tới mình thưa thàng tiếng cái có gì đâu mà đứng phải đợi thầy ra đó. Mấy bà này cúng dường mà chảnh quá à. Cũng như Phật tử về đây nói, ồ ông Giác Nhàn ông đi đâu mất rồi ta, ông lên đón mình ta, mình cúng mấy trăm triệu mà ông đi đâu mất rồi ta.
đó đó, cái giống như bà Thanh Đề đấy nghe, có giống không? Giống không? Thế gì nữa? Cúng mà thấy mình cúng, tìm cái ông chủ trì đó đó, đến phải cảm ơn mình, lạy mình cái mới chịu. Ô trời ơi, cha mẹ ơi, chết rồi. Không được rồi. Cho nên con người mình, núi không cao, biển không sâu, ngã chấp mới cao, ngã chấp mới sâu, gọi là phàm ngã. Bà này dính vô phàm ngã, rồi lập mua trọ, mời quý thầy về nhà để mà cúng thức ăn, cúng cơm chay xong rồi làm những cái bánh, bỏ thịt vô trong đó, nhân thịt cho mấy thầy ăn để đọa địa ngục, để mấy thầy ăn mặn đọa địa ngục. Vị thầy đó chứng đắc không biết, bánh này đừng ăn. Từ cái tâm ác như vậy, bà sanh ra đời sau, nhiều đời sau gặp ngài Một Kiền Liên, bà vẫn hỷ bán tam bảo, sân hận bực tức với quý thầy, ăn uống thì nấu nướng cho nhiều vun vãi ra. Thì hai cái việc mà bà đọa địa ngục, thứ nhất là hỷ bán tam bảo, sân hận bực tức với quý thầy, thứ hai là bà phung phí của tiền của ngài Một Kiền Liên. Và bà tham lam, tham lam làm loài quỷ đói, sân hận bực tức vào trong địa ngục. Nhân quả, nhân quả. Khi cha mẹ ngài Một Kiền Liên đời này mất rồi, ngài theo Đức Phật tu hành chứng đắc A-la-hán. Lúc chứng đắc A-la-hán rồi thì ngài làm sao? Mở được thiên nhãn, nhìn thấy khắp tất cả cảnh giới trời, không thấy mẹ mình. Nhìn cảnh giới người, không thấy mẹ mình. Nhìn súc sanh, không thấy mẹ mình. Nhìn ngạ quỷ, không thấy mẹ mình. Nhìn xuống địa ngục. Lúc đó bắt đầu gì? Ngài nghĩ lại mẹ mình lúc trước quá tham lam, bất kính tam bảo, đưa tiền để mà ở nhà cúng dường cho tam bảo, nói cúng rồi mang đi xài phung phí. Bắt đầu ngài dùng thần lực đi xuống địa ngục, thấy những địa ngục kinh khủng quá. Ai thấy địa ngục? Những người chứng đắc A-la-hán như ngài Một Kiền Liên, chư Phật Bồ Tát, mở thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, thấy địa ngục. Ai thấy địa ngục? Người đọa vào địa ngục thấy địa ngục. Còn mình thấy không? Không thấy. Thấy địa ngục trần gian có. Vì sao mình không thấy? Cái tần số, cái cảnh giới, cái tư tưởng và cái thân này nó không có đồng cảm, nó đồng nhất với nhau cho nên không thấy. Mà không phải không có. Cho nên ông Giang Giặc Tử, ông viết ra địa ngục biến tướng đồ, ông nhập vào trong cái cảnh đó, ông viết, và Thượng Tịnh không khen ông này. Và cái địa ngục này khi ngài vừa bước xuống, ngài thấy trời ơi kinh khủng quá vậy. Sao mà ai mà chế ra những dụng cụ gì đâu mà cái cột đồng nóng thiệt là nóng. Người nam chạy tới ôm một cái xèo cái thân ra, xèo cái thân ra, cái bắt đầu là trở lại cái thân, rồi tiếp tục cứ như vậy như vậy. Rồi người phụ nữ phạm cái tà dâm, nằm trên giường sắc thiệt nóng, xèo cái thân ra, rồi cái nghiệp lực nó tạo thành cái thân lại, cứ như vậy trăm ngàn ước kiếp. Sao mà kinh khủng vậy nè. Rồi ngài hỏi ngài mấy vị ngục tốt gì đó, ai chế ra những cái dụng cụ như vậy? Ngài kêu tự tâm người biến hiện trong ai chế. Wow, dữ vậy sao? Tới một cái địa ngục, kéo cày cái lưỡi á, cà xuống đất, lột hết cái lưỡi ra, rồi ngất xỉu chết đi. Rồi bắt đầu cứ như vậy là trên dương gian nói láo quá. Rồi tự mình phải biến ra cái cảnh đó, phải trả quả báo. Rồi tới một cái địa ngục, người ta dây xây rồi giả ra. Ngài hỏi ổ cái địa ngục này là lý do gì? Kêu ở trên đó người ta giả thịt của chúng sanh ra họ ăn á. Có ai giả thịt trong nào? Thì gì? Thì quả báo. Rồi cuối cùng sao? Ngài đi tới cái địa ngục đói khát, quá chừng đói khát, nhiều địa ngục. Nhìn lại kỹ có phải mẹ ở mình không? Ô mẹ mình thiệt rồi. Tóc của bà nó dơ, nó bạc. Mặt của bà thì mỏng, xương bọc da, quá chừng khổ luôn. Cuối cùng ngài sao quý vị? Nhìn kỹ vô, ô mẹ, mẹ sao ra cái nông nổi như vậy? Ngài mới dùng thần lực hóa thành cái bát cơm đưa cho bà. Bà thấy bát cơm đói bao nhiêu năm rồi, vừa ăn bỏ vô miệng che một cái tâm bà sân hận tham lam nó nổi thành lửa lên, cháy cái họng luôn, ăn không được nữa. Ôi ngài khóc gì mà ngài khóc quá chừng. Thôi về lại gặp Đức Phật. Đức Phật nói thần lực của ông, thần thông của ông không chiếm được nghiệp lực của mẹ ông, phải nhờ chư tăng trong 3 tháng ăn cư kiết hạ, ông cúng dường thức ăn rồi vật dụng đồ trái cây rồi đó, ông hồi hướng cho mẹ ông, mẹ ông sẽ thoát địa ngục nhờ cái lực của chư tăng. Đó là công đức của chư tăng, nhờ công đức lực
của chư Tăng. Nhờ pháp lực, nhờ Phật lực mới chuyển được nghiệp lực, chứ thần thông của ông không chuyển được nghiệp lực đâu. Rồi lúc đó gì, ngài mới làm theo Đức Phật. Ngài một kiện liên là A-la-hán rồi mà cũng phải nhờ thầy mình để giúp đỡ. Dễ sợ. Hôm nay có ngày Vu Lan là phải nhớ đến ngày một kiện liên, cái mẫu chuyện này phải không vậy ha? Cho nên trong các vị tổ, 14 vị tổ Liên Tông Thập Tam Tổ, hôm nay Hòa Thượng Tịnh Không si cử lão Phật gia Hải Hư Hải Hiền Thượng Nhân lên làm tổ thứ 14. Hôm bữa chúng tôi mở động phim cho quý vị xem đúng không? Hôm nay tôi si, Hòa Thượng Tịnh Không nói, hôm nay tôi si cử Hải Hiền lão Hòa Thượng lên làm tổ thứ 14, có ai ý kiến gì không? Không ai ý kiến được. Mà ngài nói cái lúc mà ngài Hải Hiền vừa tịch kìa, chứ không phải là tịch 6 năm để quyên lại cái nhục thân bất hoại, kim cang bất hoại đâu. Và ngài Hải Hiền không biết chữ, trong một đời 21 tuổi đi tu đến 112 tuổi, 92 năm niệm Phật. Một câu Phật hiệu ngài niệm như vậy, chứng vào tâm đồng tâm chư Phật. Cho nên Ấn Tổ mới nói cái người mà niệm Phật á, là tâm tưởng họ ở trong tâm tưởng của Phật. Nếu họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm tưởng họ ở trong tâm tưởng Phật A Di Đà. Chỗ này hơi khó hiểu. Nếu họ niệm tham thì trong tâm tưởng của họ ở trong tâm tưởng của ngạ quỷ. Nếu họ niệm sân thì tâm tưởng của họ ở trong tâm tưởng của các hàng địa ngục và cảnh giới địa ngục. Tuy rằng họ mang thân người nhưng mà tâm tưởng họ đang nhốt trong địa ngục, đang nhốt trong ngạ quỷ và đang nhốt trong súc sanh là si mê. Vì chúng sanh bộ giác quay lại với tánh giác tánh đức, hợp với trần lao phiền não tham sân si, cho nên phải đọa đến tam đồ. Nếu chúng sanh quay đầu trở lại bội trần hợp giác, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì trong tâm tưởng của chúng sanh, tâm tưởng chúng sanh ở trong tâm tưởng của Phật thì được Phật lực gia trì. Chỗ này người niệm Phật mới cảm được. Và các hàng Bồ Tát vãng sanh, những người vãng sanh mới thấy chỗ này. Còn người không niệm Phật không bao giờ tin chỗ này. Lão Phật gia Ấn Công nói cái chỗ này là cái chỗ mà chúng sanh khó tin. Chỉ hàng ngu phu ngu phụ, quê quê dốt dốt á, chân thật mà niệm Phật, tin cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ Phật, niệm Phật, mình ở trong tâm tưởng của Phật, tức thì được Phật lực gia trì. Ngài Hải Hiền được chuyện này, chúng tôi cũng chưa được chuyện này. Biết con đường như vậy mà chưa làm được. Chưa làm được thì phải làm sao? Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sau Vu Lan này là chúng tôi đóng cửa không đi đâu. Không đi đâu. Ngài Hải Hiền, biểu pháp ngài là gì? Không biết chữ mà người ta nói cái cuốn sách đó là cuốn sách muốn cho Phật pháp hưng phải tăng khen tăng. Đắp y mới, cầm cuốn sách kêu mọi người chụp hình cho ta đi. Nếu tăng chê tăng, ni chê ni, là quay lại với bổn hoài của mười phương chư Phật, của các hàng Bồ Tát. Vì hàng Bồ Tát Phổ Hiền nói rằng nhị giả xứng tán Như Lai, nhất giả lễ kính chư Phật. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát thành Phật bỏ thập đại nguyện vương không thể thành được. Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy. Còn chúng ta thành chúng sanh cho nên thành ra hỷ bán. Tăng chê tăng, ni chê ni, Phật tử chê tệ nịch. Phật tử đó là Phật pháp bắt đầu đang hủy diệt. Tăng khen tăng, ni khen tăng, Phật tử khen Phật tử là Phật pháp hưng thịnh. Ngài chụp cái cuốn sách này cho mọi người thấy cái biểu pháp rồi ngài giảng sanh. Và ngài có hiếu, niệm Phật chung với mẹ ngài. Cái lúc mà mẹ ngài ra đi, bà đòi xin về quê, ngài cho về quê, đưa bà về quê và tiễn đưa bà trong câu Phật hiệu, bà vãng sanh ra đi tự tại. Cho nên trong tất cả các hiếu, hiếu dưỡng là nuôi ăn uống, ăn mặc ở bệnh, hiếu hạnh là hành động của mình lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ.
Cho nên Ấn Tổ khai thị cái câu này, lắng nghe nè, lắng nghe nè. Người con có hiếu lúc nào trong tâm họ cũng nghĩ đến cha mẹ, dầu là họ bận biểu tối ngày. Lúc nào họ cũng nghĩ đến cha mẹ, dầu họ bận biểu tối ngày. Người niệm Phật dầu cho bận biểu tối ngày, lúc nào họ cũng nghĩ đến cha con họ là Di Đà, mẹ là Quan Âm. Không có thể nào lấy cái điều này ra khỏi tâm họ được. Người mà họ mê một người phụ nữ chuẩn bị lập gia đình, họ tối ngày bận biểu cũng mà phải mê người phụ nữ đó để trong lòng. Không thể quên cô phụ nữ đó được. Cô phụ nữ đó muốn gặp anh chàng đó để làm vợ làm chồng, thương anh chàng đó, dầu cho bận biểu tối ngày, nhưng mà trong tâm lúc nào cũng nghĩ anh chàng đó, chôn chặt trong lòng, thì nó thành vợ thành chồng. Chôn chặt cha mẹ trong lòng hiếu kính, thì người này trở thành có hiếu đức, hiếu hạnh. Chôn chặt câu Phật hiệu, nhớ Phật, niệm Phật, thì người này sẽ liễu sanh thoát tử. Tin không? Mấy ai tin tưởng câu Phật hiệu là viên ngọc quý để chôn chặt trong lòng. Chừng nào bác sĩ nói ung thư gần chết rồi, lúc đó A Di Đà Phật ơi, rước con Phật, Phật, A Di Đà Phật, Phật, Phật. Lúc đó mới kéo Phật mới cái gì? Lúc đó mới gì? 3 giờ 4 cảnh kéo lại niệm, nhưng mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tích lũy quá ngắn thời hạn. Do hàng ngày tích lũy những cái tài sắc danh thực thì danh vọng lợi dưỡng, chạy đua với vật chất, quên hẳn luôn đi những cái việc để mà khi chết vãng sanh. Cho nên lúc đó thì dầu cho người ta trợ niệm là phụ, còn riêng cái gì, cái chánh niệm của mình bị đánh tan hết, còn nằm trong một cái sự sợ hãi run sợ, thì người này chết phải quíu tay quíu chân. Ấn Tổ nói hít vô mà không thở ra thì mới thấy cái cảnh của nó. Nếu người này chưa niệm Phật thành phiến, chưa niệm Phật thành sự nhất tâm, chưa niệm Phật lý nhất tâm, chưa niệm Phật tam muội, hít vô mà không thở ra thì mới thấy cái cảnh của nó. Không cự lại với nghiệp lực, với cái thân thể nó đau đớn đâu. Không phải hù dọa quý vị, mà chúng tôi đọc vào trong văn sao, đúng Ấn Tổ gấp trăm lần cha mẹ khuyên nhủ mình để niệm câu Phật hiệu. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, vào đại tủ tiện, vào đại tiểu tiện, giữ làm sao một câu Phật hiệu. Mệt thì hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, không tổn khí, thần an trụ trên câu Phật hiệu. Khí lực đầy đủ, tinh thần sung mãn, thì không có công việc gì người này giải quyết không xong. Bây giờ tinh thần của mình nó đang tản mát, nó hư hoại hết rồi. Hằng ngày giữ nghĩ những cái chuyện vật dục, tài sắc danh thực thì dơ bẩn tự tâm, tổn thương tự tâm. Khí lực không hít thở sâu vô, cho nên thành gì? Tinh thần thì tản mát, khí lực thì không đủ, ăn không được, ngủ không được nữa thì thôi xong rồi, thọ mạng hết. Lúc chúng tôi ở bên Mỹ, không biết sao thỉnh thoảng chúng tôi hay lên trên Vạn Vật Thánh Thành, lên cái cảnh trên đó có những con công mà thấy nó thanh bình, thấy cái xá lợi của Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa quá chừng đẹp. Ngài là vị Bồ Tát qua bên Mỹ mà chủ trương cho những người Mỹ, những người bên phương Tây đó đó, ăn ngọ ngủ ngồi, kinh khủng, giữ giới tinh nghiêm. Và trước khi Ngài đi tu thì sao quý vị? Mẹ Ngài mất, Ngài cất một cái thảo am, tức là cái am tranh đó, ở ngay cái mộ đó đó, 3 năm thủ hiếu. Thủ hiếu làm cái gì? Niệm Nam Mô Di Đà Phật cho mẹ vãng sanh. Thì đến năm thứ 3, mọi người ở dưới chân núi nhìn lên thấy cái liều tranh này phật cháy. Mọi người sáng chạy lên nói, họ đêm hôm qua thấy cái liều tranh này cháy rồi mà sao Ngài còn ngồi ở đây. Ngài im, Ngài cười, Ngài không nói. Thì đó là gì? Chứng nghiệm được sự có hiếu của Ngài ở đó 3 năm ngoài cái mộ đó đó để trả hiếu. Và Ngài niệm Phật nó phát ánh quang minh, chứ không phải là lửa nào cháy ở trên. Sau đó Ngài bắt đầu Ngài đi tu, Ngài thành tựu được, mở một cái Vạn Phật Thánh Thành ở bên đó. Bên Mỹ không phải là đơn giản, không phải đơn giản chút nào. Và khi chúng tôi về là tất cả xe cộ đồ đạc không có một cái gì còn sót lại, cúng dường hết luôn. Khiến sao các vị thầy trên đó xuống nhận hoan hỷ vô cùng, chúng tôi cúng hết luôn, không còn một cái gì luôn. Cho nên mà còn một cái gì về đây nó nghĩ tưởng bên đó, một cái là tâm tưởng sự thành nó chạy qua lại nữa sao. Cũng vậy, muốn về Tây Phương Cực Lạc phải dọn ở đây cho gọn gàng, không còn dính mắc một cái gì. Có để sống nhưng không dính mắc thì người này xả ly được ta bà, hân nguyện tịnh độ mới đi được.
còn dính mắc một cái gì, đứa cháu, đứa con, tiền bạc, hay dính vào cái thân này nữa thì thua, đi không được. Nghe nghe cái câu chuyện này nghe, nghe cái câu chuyện này. Vừa rồi có cái cô ở dưới Bến Tre cổ lên. Cô này cổ có hiếu lắm. Cô đã gặp chúng tôi, cô nói thưa thầy con cảm ơn thầy. Hôm nay con dắt con của con với con lên đây con xin thầy quy y. Con sẽ kể một cái sự mầu nhiệm này, không biết thầy có tin không, mà con nghĩ thầy tin. Từ khi thầy đề sướng tụng chú Đại Bi Ấn Tổ một ngày, ngày trì 50 biến là ít nhất, nhiều nhiều nhất là 75 biến, con vâng lời theo thầy. Bắt đầu con vâng lời là con bị ung thư ngực. Con cứ giấu 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 hoài, cuối cùng nó sưng, nó đỏ ửng lên không giấu được nữa. Ông chồng ông lo quá chừng, cả gia đình lo luôn. Thì con nghe thầy nói là tổ sư Ấn Quang dạy là bệnh nan y, tất cả các bệnh nguyện vãng sanh đi. Nếu thọ mạng còn thì hết bệnh, mà thọ mạng hết thì được vãng sanh. Con nghe như vậy con nói rằng là bây giờ chỉ có vãng sanh thì chồng con mình khỏi khỏi phải lo. Vãng sanh thôi lo gì nữa. Thì cuối cùng gì, con không có nói con vãng sanh, con sợ ông chồng con không cho, bây giờ ông không biết đạo. Trong lòng con là mỗi ngày trì 21 biến Đại Bi và niệm Phật xuyên suốt, vẫn đi làm bình thường mà cổ tha thiết niệm Phật, con cầu vãng sanh cho con, không cầu hết ung thư ngực, khỏi xạ trị vậy luôn. Chồng con mọi người năn nỉ kêu thôi bệnh này xạ trị rồi rụng tóc rụng đồ xấu lắm, mẹ muốn chết để cho nó đẹp à, chết mà muốn đẹp nữa chứ. Bà nói như vậy thôi để bà khỏi đi á, mà con này chạc khoảng ba mấy 40 tuổi. Cuối cùng sao, trì Đại Bi một ngày 21 biến 3 tháng. Đêm hôm đó thấy một bà già mặc áo trắng đẹp quá chừng luôn, cầm cái chén đưa vô trong cái vú nói nặng mũ ra đi. Cái cổ cũng làm theo, lấy cái tay đè vô cái nó ra một chén mũ, và cầm cái chén bên này được, nặng mũ cái vú bên này nữa, và đè cái ra chén mũ nữa. Cái bà cụ đó bà kêu hết rồi đó. Bà cũng kêu ủa sao mà tự nhiên đè nó ra mũ mà bà nói hết như vậy ta. Thì trong thâm tâm của bà là tự nhiên khởi lên là à, chắc do trì Đại Bi gặp Quan Âm tới, bà chỉ nghĩ vậy thôi. Sáng cái bắt đầu gì, khô khô, một tuần sau là xẹp lép như trở lại bình thường. Trời ơi. Thì lúc đó chúng tôi mới thấy Ấn Tổ nói rằng tất cả các loại bệnh mà khi mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện vãng sanh, thì Phật Bồ Tát gia trì cho thân tâm mình được thanh lương khỏe mạnh để đưa về bên đó chứ. Hiểu câu này không? Còn nếu mà người mong hết bệnh mà tiếc cái sân cái xác phàm này nè, là tâm mình nghịch lại với lời nguyện của Phật, thì để mình lo đi, lấy thuốc lo đi, tự để mình lo. Mà thuốc không chuyển được nghiệp, thuốc không kéo dài được thọ mạng, nó phụ thôi. Cái chỗ này là cái chỗ tinh tí, tinh tế của Ấn Tổ nói. Cái người bất cứ bệnh gì cứ nguyện vãng sanh, thì Phật Bồ Tát có trách nhiệm lo thân tâm bạn được thanh lương nhẹ nhàng, mạnh khỏe. Còn người mà không nguyện vãng sanh, mong cho hết bệnh, thì chấp vào trong cái ngũ ấm này. Ngũ ấm này nó là giả, sắc thọ tưởng hành thức là giả. Chấp vô như vậy thì tâm mình trái ngược với trăm Phật, không hợp với nguyện Phật, thì mình cứ ôm cái bệnh đó rồi ôm cái xác thân đó, giỏi lắm thì cũng chui vô bụng mẹ nữa thì thôi à, còn không thì gì, vô bụng súc sanh à. Cái đạo lý này, cái đạo lý này nó hay. Cho nên Ấn Tổ mới nói Bồ Tát cùng Bồ Tát, mà cùng Bồ Tát như Quan Âm mới hiểu được thần lực của chú Đại Bi, Phật cùng Phật mới hiểu được công đức niệm Phật. Kinh không? Còn hàng phàm phu lè tè sát đất, vọng sanh ức đón, nói câu Phật hiệu như ba ơi má ơi, nói cho người ta mất tính tâm, đọa lạc chết. Cô này cô nói bữa nay câu Phật hiệu không rời tâm, nghe thầy nói sao con làm vậy, hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, nó khỏe quá chừng luôn, ăn ít thiệt là ít. Con nghe thầy chiều không ăn, con cũng không ăn, mà sao con khỏe quá chừng, ngủ ngày có 2-3 tiếng, 3-4 tiếng, con dậy con niệm Phật ro ro trong người. Con nói trước sau gì con cũng phải theo cha Di Đà, con về bên đó thôi, chứ không có nói năng gì hết trơn. Cha là Phật Di Đà là để phần cho con cái bông sen rồi thầy. Ai nói được câu này vậy? Cái người niệm Phật mới nói được câu này, đúng không? Khi mà họ niệm Phật được như vậy rồi, họ nói cho cha mẹ họ niệm Phật, chắc chắn cha mẹ họ phải niệm Phật. Bây giờ họ nói bằng tâm huyết, bằng tâm chân thật, không lừa gạt cha mẹ.
Hôm nay chúng tôi nói cái câu Phật hiệu nó quý giá mà chỉ có Phật cùng Phật mới biết được, mới tin được, và tướng lưỡi rộng dài thuyết thành Phật ngôn ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành Phật ngôn. Các ngài không lừa gạt chúng ta. Câu Phật hiệu này là để liễu sanh thoát tử. Nếu chúng ta trụ nên tân chân tâm thường trụ, cái chuyện này không dễ đâu. Ngài triệt ngộ thiền sư là trụ nơi chân tâm thường trụ rồi, nhưng mà chưa chứng. Triệt ngộ rồi mà chưa chứng, còn phải sanh tử luân hồi. Cuối cùng gì? Ngài quay trở lại niệm câu Phật hiệu, ngài mới nói thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, một đời này liễu sanh thoát tử. Ngài Mộng Đông, tổ thứ 11 vãng sanh, ngài là triệt ngộ rồi đó. Cho nên Ấn Tổ nói nếu bạn triệt ngộ, mà thời này triệt ngộ khó, không phải dễ tìm, mà đã triệt ngộ rồi mà chưa triệt chứng, vẫn còn phải luân hồi, đời sau coi chừng đọa lạc nữa, không phải đơn giản. Cho nên cái pháp môn mà Hòa Thượng Tịnh Không nói á, muốn cho gia đình được an định, muốn cho gia đình được hài hòa, muốn cho xã hội được an định, chỉ có giáo dục. Giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục cổ thánh tiên hiền. Còn muốn liễu sanh thoát tử, chỉ có niệm Phật. Ngài nói câu này là không lừa chúng ta.